Các bạn thân mến, hôm nay là ngày khai thác rau định kỳ cho khách hàng, thì hôm nay mình sẽ khai thác cái thùng mà nó đã được sử dụng cái tấm lưới bên dưới, đúng không? Đây này. Mình sẽ cầm cái tấm lưới mình nhấc lên thử nhé, để thử đó. Đùa đấy, vừa nhấc vừa rung này. Tất nhiên là có những cái cây rau thì nó nằm ngoài cái biên độ. Đây mình sẽ để tạm đây. Cây rau này phải để lên trên để tránh phân nó dính vào nhé, phân nó dính vào lá nhé. Cái này thì mình đã để rút ẩm là cái đây 5 ngày rồi. Các bạn nhìn thấy này, đây mình lật lên này, thấy rễ rồi đây nhá, đó, còn nhìn rõ không nhỉ? Chưa, còn để tí nữa để đặt kia đằng kia lên, đó thì cái rễ nó tách rời ra đây, thấy không? Cũng như là sau này mình phải làm triệt để hơn là cái lưới nó sẽ trùm hơn, nhiều hơn. Đó, mình sẽ dùng như này để cho cái phân chùm quế ở rễ này nó rơi xuống. Thế nào? Đấy, thì ở đây mình sẽ có thể dùng một cái công cụ gì đấy. Các bạn thông cảm là mới khai thác kiểu này cho nên nó hơi bỡ ngỡ. Một cái công cụ gì đấy để giữ đất đi, giữ cái phân chùm quế bên dưới đi. Chờ một chút nhé, chờ một chút. Đây mình sẽ dùng tạm một cái này, nó là mới hoàn toàn. Giữ cái phần này đi. Tức là bây giờ là cái rễ nó sạch hoàn toàn đấy. Rễ nó còn sạch hết đấy, là sạch hết cái phân chùm quế xuống, đúng không? Này. Như vậy cái phương pháp này đối với cái cây cải chip ấy là rất là ok. Đấy. Những cái cây nằm ngoài sau đó ta làm gì? Sau khi mà rũ xuống như thế thì ta sẽ lấy kéo cắt một cái rễ, có vẻ như vậy, có vẻ có thể là như vậy. Thêm cái số cái rễ nó bật ra khỏi cái cây. Chúng ta lúc này chỉ được tỉa dễ được đi thôi.
nó vẫn chưa được, nó gọi chưa thành thục lắm phương pháp này, nhưng mà nó cũng đã rất là tiết kiệm thời gian cái việc nhổ cây rễ cây lên rồi. Ở đây mình chưa tạo lắm cho nên cái phần chủ cuối nó vẫn cứ dính ra. Ok, không vấn đề gì. Các bạn nhìn thấy rõ không? Cái lưới này nó sẽ tách giữa cái thân rau với là cái rễ cây. Đó. Chúng ta cắt, cắt và lấy thành quả thôi. Cái này thì thực ra là không phải là mục tiêu để cho người khai thác mà sau này để cho máy nó sẽ khai thác kiểu như vậy. Ví dụ như sau các bạn tưởng tượng là nó nhấc lên, cái máy nó sẽ nhấc cái toàn bộ cái này lên, nó rũ, nó có mấy cái động tác như vậy để mình chuyên thiết kế hệ thống tự động thôi. Cho nên mình phải nghĩ ra là những cái gì máy có thể làm được, tức là phải biến những cái sản phẩm theo máy. Ví dụ như là chúng ta lấy rau là trung tâm hay là lấy máy là trung tâm. Ví dụ thế, máy móc là trung tâm hay là rau là trung tâm. Và ví dụ như vậy nhé. Vì ở đây là chúng tôi sẽ lấy rau làm trung tâm và máy thì là công cụ hỗ trợ. Đó là công cụ hỗ trợ. Hoặc là chúng ta sẽ đẩy lên chẳng hạn. Vâng. Như thế sẽ kéo cái này lên, kéo cái rau lên và tất nhiên là cái phần phân ở dưới nó vẫn được giữ lại ở dưới. Đấy. Cái khai thác này nó nhanh hơn rất nhiều. Và chúng ta cắt cái này này. Đấy, thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Chúng ta dùng cái cắt như này. Cắt thẳng trên cái mặt lưới này luôn. Thì nó sẽ không bao giờ có hiện tượng là rau lại bị dính phân cả, đúng không? Ví dụ thế, đúng không? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục trong video tới nhé.